đến đây để trải nghiệm. Và thực sự là mình đã cảm thấy 3 ngày vừa qua với cái retreat vừa rồi là rất là đáng. Cái cách mà thầy thiết kế các hoạt động rất là thực tế, bởi vì mình cũng tin là một người học á, họ sẽ giỏi nhất khi mà họ được thực hành càng nhiều càng tốt, chứ không phải là nghe lý thuyết. Và cái đó là điều mình tâm đắc nhất ở đây. Các hoạt động rất là nhiều luôn, và mình thực sự là cực kỳ cảm nhận được cái tâm huyết của thầy, bởi vì thầy lúc nào cũng dạy lố giờ. Khi mà giáo viên họ tâm huyết, họ nói, họ share như vậy, và họ không có nề hà về vấn đề giờ giấc, họ sẵn sàng có thể ở lại thêm, cởi mở với tất cả các câu hỏi mọi người đặt ra, thì mình biết là cái đó là một cái tâm của một người thầy rất là sáng và rất là đáng trân trọng. Cái trải nghiệm mà mình ấn tượng nhất á là thực hành bày tỏ, vì mình thấy cái đó nó chạm mình rất là nhiều, vì mình tin rằng ai trong cuộc sống của mình cũng lãng quên điều đó. Mình nói nhiều nhưng mà mình không có bày tỏ nhiều. Và khi mình và đặc biệt là thống nhất khi mà mình được thực hành cái chuyện bày tỏ đó với một người khác, mình cảm thấy nó rất là đã, và mình đã khóc rất nhiều trong cái buổi đó. Và bạn 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 đồng hành của mình cũng như thế. Và mình tin rằng tất cả các cặp chia sẻ với nhau thì đều nhận được cái giá trị tương tự như mình. Có một cái khoảnh khắc mà trong trong cái phần chia sẻ của thầy mà làm mình cảm động đến lúc mình rơi nước mắt trong lúc mình ngồi thiền á, đó là cái mục đích sống của bạn, nó chính là bạn cống hiến được cái gì cho xã hội này, bạn cho đi được gì cho cuộc đời này.